xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của Đa quang trung và trong chủ đề ngày hôm nay đi du lịch tại úc thì em có thể chuyển đổi sang uh, diện visa uh, đi học hay không và cái cách đó thì em có thể tiết kiệm các cái chi phí hay không và vừa rồi thì các cái câu hỏi như vậy thế là mình đã làm cái video này để hỗ trợ cho tất cả các bạn có thêm các thông tin hữu ích và để trước khi vào nội dung chính uh, vì lý do youtube đề xuất các cái video có nhiều lượt like lượt share và các lượt subscribe kênh vì vậy các bạn hãy giúp mình một lượt like lượt xe và nhớ subscribe kênh ở nút phía dưới để theo dõi được các video của mình và như các bạn đã biết thì bây giờ mình sẽ vào cái chủ đề chính và các bạn có thể theo dõi toàn bộ video để hiểu hơn về loại visa du lịch để chuyển đổi sang visa du học và đây là một trong những cách mà tiết kiệm hàng tiền tỷ mà không phải ai cũng nói cho bạn biết và làm thích cách nào để mình có thể chuyển đổi sang lại visa thì trong ngày hôm nay mình cũng sẽ chi tiết hơn và giúp cho các bạn hiểu hơn về cách chuyển đổi và dễ dàng để các bạn tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn và nếu như các bạn đang là ở trong những gia đình mà không có khá giả thu nhập còn chưa tốt các bạn rất là mong muốn được thay đổi cuộc sống được học tập một cái quốc gia thật tốt thì hoàn toàn các bạn có thể làm những cách như thế này để giúp cho mình tiết kiệm các cái chi phí nhé và Đầu tiên các bạn phải nói đến là những cái đối tượng mà các bạn mong muốn chuyển đổi uh, sang các cái dạng visa này thì đó là các bạn học sinh, sinh viên mà đang có du lịch tại Úc và tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý là trong visa của các bạn thì không có hai cái dạng visa điều kiện là visa 8503 và 8534 thì trong cái diện hai diện này thì có nghĩa là ở trong visa của bạn có một cái câu gọi là low further stay tức là bạn không được ở lại thêm thì đối với những các bạn mà đang ở úc bằng visa du lịch hoặc là công tác các bạn có thể đăng ký chuyển đổi visa có online mà không cần rời khỏi úc đó và tất cả những trường hợp các bạn sẽ chuyển đổi sang diện visa subclass năm gọi là diện visa đi du học thế thì tại sao là chúng ta cần phải chuyển đổi như thế này thì các bạn đều biết rằng là nếu như chúng ta ở việt nam chúng ta muốn học tại úc thì chúng ta trả một khoản chi phí rất là cao và thường các trường học ở Úc ấy, chi phí mà các bạn có thể xin đi ra được các bạn phải uh, nộp tiền khoảng tầm từ 10.000 cho đến 18.000 đô Úc, tức là khoảng tầm uh, 180 triệu cho đến 400 triệu một năm học chính vậy nó sẽ mất rất là nhiều cái chi phí cho các bạn. Tuy nhiên đối với cái những cái visa mà các bạn đang ở bên Úc và các bạn chuyển đổi thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được những cái trường đại học mà có phí rất là rẻ như là 5 hoặc là 6 ngàn hoặc là 7 ngàn thôi. Như vậy thì chi phí rẻ và hỗ trợ cho các bạn cái việc mà uh, tiết kiệm một cái khoản tiền rất là lớn để các bạn có thể làm việc khác hoặc là các bạn sinh sống tại đây. Đó. Và nếu như các bạn đang uh, có cái diện visa này mà đang công tác thì uh, các bạn có thể uh, lập đơn để xin sang diện visa du học vì uh, tuy nhiên hai loại visa này thì hoàn toàn khác biệt nhau và các bạn muốn chuyển sang visa du học thì uh, cái visa du lịch của bạn sẽ bị hủy và không còn có giá trị nữa chính vì vậy các bạn uh, chuyển đổi thì sẽ chuyển đổi sớm và để sang visa du học nhé uh, có một số nguyên tắc mà nó rất là nghiêm ngặt về xin visa ở úc mà các bạn hạn chế của từng loại visa vì vậy, bạn cẩn thận làm theo từng bước dưới đây, mình cũng hướng dẫn một cách chi tiết để các bạn có thể nộp visa và trước khi nộp visa, các bạn cần lưu ý. Visa du học mà bạn chỉ cần có thể cấp sau khi bạn nhận được thư xác nhận đăng ký nhập học từ trường thôi. Thì nó gọi là confirmation enrollment letter thì cái cái giấy thư mời này sẽ là từ tổ chức giáo dục mà bạn đã chọn để theo học. Thì đồng nghĩa với việc là bạn cần nộp trực tiếp đơn vào một trường đại học hoặc là cao đẳng để công nhận và được chấp nhận vào một khóa học trước khi bạn nộp đơn xin visa thì đây là một trong những cái điều mà mình chia sẻ để cho các bạn biết được tránh những cái sai sót và đầu tiên nếu bạn được chấp nhận vào một tổ chức giáo dục và cái trường đại học hay là cao đẳng nào đó bạn sẽ nhận được thư mời nhập học và khi bạn cung cấp đầy đủ các tài liệu lệ phí cần thiết nhé thì tổ chức giáo dục này sẽ gửi thư xác nhận cho bạn đăng bằng đăng ký điện tử và để đủ điều kiện để xin visa du học thì bạn phải đăng ký khoa học trong toàn thời gian của họ đáp ứng các yêu cầu của bạn đăng ký và cung cấp về các cái bằng chứng về trình độ tiếng anh nhé các bạn và bảo hiểm sức khỏe sinh viên nước ngoài để các bạn có thể đủ điều kiện đáp ứng đủ tiêu chuẩn sức khỏe và phẩm chất à, tiếp theo nữa về mặt tài chính đúng không nào thì các bạn cần phải có chứng minh tài chính cho mình ít nhất là 21.000 đô Úc cho các chi phí sinh hoạt phát sinh trong 12 tháng đầu bạn ở Úc thì bạn phải chứng minh được cái điều này. Bạn có thể chứng minh tài chính thông qua tiền gửi ngân hàng hoặc là hồng bổng hoặc là giấy tờ cho vay. Đó thì lại những cái giấy tờ đó thì bạn sẽ cần chứng minh và có những cái quy định về visa du học mà bạn cần lưu ý các hạn chế của visa du học để duy trì trạng thái cư trú hợp pháp của mình tại Úc trong quá trình học. Và đây mình cũng thông tin thêm để cho các bạn tránh được những điều này. Quy định quan trọng nhất của bạn là không thể làm thêm quá 40 giờ trong 2 tuần Tức là 20 giờ một tuần Và vào kỳ nghỉ thì không có lớp học Bạn có thể làm theo bao nhiêu thì tùy thích Thì đấy là một cái điểm để các bạn chú ý Và những cái đơn mà chuyển đổi từ visa du lịch sang visa du học Thì bạn có thể lộp qua online được Và các bạn có thể tìm hiểu hồ sơ Và xin visa thông qua một cái trang web The Australia Government Document Checklist Tool thì đây là một trang web mà mình có để trên cái phần màn hình này để các bạn có thể search và tra ra trang web này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết, bạn có thể tự lập đơn online được mà không cần phải đến trực tiếp nào. thì các bạn chú ý. Vì vậy, bạn đang ở úc hay bạn đã được cấp visa và sẽ có hiệu lực khi visa du lịch hoặc là công tác của bạn hiện tại và sắp hết hạn rồi, thì visa cầu nối này cho phép bạn ở lại úc để khi visa mới của bạn đang được xử lý thì nếu trong trường hợp mà bạn đang đi du lịch mà thời hạn chỉ có 3 tháng thôi nhưng trong khi đó thì bạn đã ở mất hơi 2 tháng rưỡi rồi. Vậy thì bạn có thể xin được một cái visa cầu nối, visa gọi là BVA để các bạn gia hạn thêm trong cái quá trình visa du học của bạn đang xử lý. Và khi mà bắt đầu nhập học tại Úc thì khi visa được chấp thuận thì nó sẽ gửi cho đến địa chỉ email của bạn bởi Bộ Nội vụ và bạn cần cung cấp cho họ các cái tổ chức giáo dục của mình để theo học để chứng minh bạn đã đủ điều kiện và bạn có thể tham gia lớp học đầu tiên tại trường học mới của mình nhé và hiện nay thì visa du lịch khá là dễ dàng và thuận lợi khi hầu hết các quy định về covid thì đã được gỡ bỏ rồi đúng không nào các bạn hoàn toàn có thể sang úc và rất là nhiều các bạn đi du lịch úc để trải nghiệm và muốn ở lại lâu hơn và khi các bạn đi du lịch rồi thì các bạn cảm thấy là cái môi trường sống ở đây rất là tốt, trải nghiệm ở đây rất là tuyệt vời, con người ở đây rất là tuyệt vời Và đặc biệt là cái chất lượng giáo dục ở đây rất là tuyệt vời, bạn muốn quan tâm đến cuộc sống ở đây, bạn muốn gia hạn để ở lại lâu dài hơn Thì bạn hãy chuyển đổi visa du học của mình sang Subclass 500, là visa đi du, à, du lịch của mình sang Subclass 500 là visa du học nhé và Um, một số cái câu hỏi mà thường các bạn hay thắc mắc để hỏi mình thì sau đây mình cũng đọc các cái câu hỏi đó ra và mình sẽ đưa ra cái giải đáp thắc mắc luôn cho các bạn để nhỡ có các cái câu hỏi thì các bạn có thể biết được và nếu như các bạn mà còn thiếu thông tin thì các bạn có thể comment xuống cái câu hỏi của mình ở phía dưới phần comment để mình sẽ hỗ trợ cho các bạn trả lời các cái câu hỏi của các bạn nhé có một câu hỏi của bạn như thế này em đang ở úc với visa du lịch rồi thì em xin đi học và chuyển đổi sang visa du học có được không thì mình trả lời là có ngoại trừ các cái visa du lịch có điều kiện là cái loại 8503 và 8534 thì trên cái visa nó có ghi một cái chữ đó là uh, no further stay tức là bạn không được ở lại thêm nữa sau khi hết hạn. Đó. Câu hỏi thứ hai là visa du lịch thì thường uh, có điều kiện uh, 8503 và 8534 vậy thì uh, mình trả lời các bạn như sau thường các visa du lịch diện uh, family sponsor tức là uh, bảo lãnh từ gia đình, tức những người thân ruột thịt có PA hoặc đã có tịch uh, Úc bảo lãnh cho các bạn đi sang thì trong một số trường hợp mặc dù xin visa du lịch Úc tự túc vẫn có điều kiện này trong trường hợp mà uh, cái người xét hồ sơ thêm vào vì lý do nào đấy muốn hạn chế uh, các bạn phải gia hạn thì uh, xin thêm visa khác tại Úc thì ngoài ra uh, visa giám hộ là các điền visa subclass 590 đó, là không phải visa du lịch. Thì cũng có cái điều khoản 5, 8503 và 8534 này thì các bạn cần lưu ý uh, đối với các diện này nhé Câu hỏi tiếp theo đó là uh, một cái của một chị uh, sinh năm 1972 là mình đang sinh năm 1972 và đang giữ visa du lịch Úc thì có đổi sang du học được không? Vì uh, vì không vì không có cái điều khoản 8503 phận uh, low the stay hay tương tự mình nghe vài nơi nói là không làm được thì uh, mình sẽ trả lời các bạn như sau, cả bà chị cho chị như sau, mặc dù là uh, anh chị thì không còn trong độ tuổi uh, quá phù hợp để du học úc, tuy nhiên thì ở úc thì không có giới hạn độ tuổi đi du học tối đa là bao nhiêu, lên câu trả lời uh, là có thể anh chị nhé, tuy nhiên chắc chắn trường hợp hồ sơ anh chị là hơi khó vì hồ sơ này cần phải giải trình cẩn thận để hạn chế tối đa các rủi ro cho anh chị đó. Rồi câu hỏi thứ tư của một học sinh này. À, học sinh visa Úc du lịch 3 tháng hết 2 tháng rồi, em quyết định xin khóa học để chuyển đổi sang visa du học. Vậy thời gian xét duyệt là bao lâu? Nếu nếu là hồ sơ mà chưa có visa lỡ đến ngày hết hạn visa du lịch vậy có bị coi là lậu hay không? Thì mình trả lời như sau. Thời gian xét duyệt thường không được công bố chính xác bao lâu. Tuy nhiên, một trường hợp thông thường xét trong vòng 1 đến 4 tháng. Cá biệt có trường hợp nộp hồ sơ thì có thể lấy visa được cấp luôn cấp luôn Đấy là một trường hợp may mắn coi như máy xét tự động luôn Đúng không các bạn? Thì rất là may mắn cho các bạn đấy và bạn đã trúng quả rồi Thông thường thì khi Asian hoặc là bạn nộp hồ sơ xin visa du học từ visa du lịch Thì nội bộ nội vụ sẽ cấp cho bạn một visa có tên là tiếng Anh là Bringing Visa A Gọi nôm la, gọi nôm na là visa bắc cầu loại A Visa này cho phép bạn ở lại hợp pháp cho tới lúc visa mới được cấp sau 35 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định từ chối cấp visa sinh viên của Bộ Nội vụ. Vậy nên việc bạn ở Úc sau khi đã nộp hồ sơ xin visa sinh viên hợp lệ tại Úc rồi thì bạn lưu ý luôn là với visa khi bạn đổi từ visa du lịch sang visa du học thì bạn vẫn không được phép đi làm cho tới khi cái visa sinh viên của bạn được cấp thì bạn lưu ý phần này để tránh mình bị ảnh hưởng nhé. Rồi còn bạn tiếp theo hỏi là trường hợp không may bị visa từ chối Vậy thì những khoản phí nào được hoàn lại khoản phí này khoản phí nào thì không Thì ở đây thì mình sẽ chia thành hai ý như sau Tức là khoản phí được hoàn lại cho bạn như sau nhé Về học phí thì hoàn lại phần tiền chưa học nếu như bạn đã nhập học Nếu chưa học thì trường sẽ hoàn lại 100% cho bạn Có thể ngoại trừ phí xét tuyển tiền hành chính cũng như là trẻ lước cho nhà trường gì đó Thì đâu đó sẽ rơi vào khoảng từ 200 cho đến 500 đô tùy từng trường các bạn nhé À, tiếp theo đó là bảo hiểm du học uh, OSHC thường là loại 100% Trường hợp uh, có sử dụng bảo hiểm khi đi khám và claim về cái khoản bạn sử dụng rồi Thì việc trừ theo khoảng thời gian đã xài thì các bạn sẽ bị trừ đi nhé Còn nếu không thì các bạn sẽ nhận được 100% đó. Khoản phí không hoàn lại thì sẽ bao gồm những cái phí như sau Tức là phí hồ sơ cho bộ loại vụ gọi là Visa Application Fee á, Thì nó sẽ rơi vào là 6 sáu uh, trăm uh, đô la uh, của úc Và, thì, tiếp theo đó là phí khám sức khỏe uh, thì uh, phí sức khỏe thì đâu đó nó sẽ ở bên úc nó sẽ khoảng tầm từ 3 đến cho đến 4 triệu gì đó tiền dịch thuật nếu có thường không hoàn lại vì đã được dịch rồi còn uh, các bạn mà uh, nằm Asian thì đương nhiên rồi phí của Asian thì sẽ tùy từng từng nơi họ sẽ trả hoặc là không trả nhé các bạn rồi câu hỏi tiếp theo đó là tiền khám sức khỏe xin visa là phí gì? Tiền này có được claim được uh, có claim được bảo hiểm hay không? Thì mình trả lời như là đây là khoản phí do công ty uh, Bupa hoặc đối tác của họ đưa ra, họ là công ty thuộc Bộ nội vụ chỉ định tại Úc. Chỉ khám sức khỏe từ uh, Bupa mới được Bộ nội vụ chấp nhận trừ một số trường hợp phải đi chuyên khoa để khám, điều trị dưới sự giới thiệu hướng dẫn của Bupa. Tiền khám sức khỏe này luôn không được claim bảo hiểm. Thì bạn lưu ý phần này nhé. Rồi một câu hỏi tiếp theo nữa này. Việc chuyển đổi visa du lịch sang du học có chắc chắn được 100% hay không để em bỏ việc ở Việt Nam luôn. Rồi ok. Um, mình trả lời như sau, việc xét và cấp visa thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Bộ Nội vụ nên uh, chắc chắn là không không biết là có kết quả được chắc chắn hay không. Nên thì cái này uh, làm sao bạn nộp và bạn phải chứng minh uh, thật tốt. Đó và một số trường hợp cấp visa du học uh, thì Việc uh, nghỉ tại Việt Nam là sớm hay muộn thôi, à, bạn cũng có thể đi được ngay. Đó. Tuy nhiên thì bạn cần phải giải quyết cái việc cái visa xin visa thật tốt để bạn có thể uh, được cấp visa. Câu hỏi tiếp theo là anh chị cho biết tất cả chi phí việc chuyển đổi visa du lịch sang du học là bao nhiêu? thế thì các chi phí uh, bao gồm như sau, tức là phí bộ nội vụ là visa application fee á, là phí nộp visa đó là 659 đô. Phí khám sức khỏe đâu đó là khoảng tầm 350 đô. Đó phí bảo hiểm du học là từ khoảng 500 đến 600 cho một năm tùy hãng bảo hiểm tùy thuộc vào tổng thời gian học mới tính toán và với chính xác một số tiền bảo hiểm bạn cần đóng được Đấy, tuy nhiên bảo hiểm này thì cần đóng một lần đủ cho toàn bộ thời gian xin visa được cấp nhé các bạn đó rồi phí nộp cho trường thì trường các trường đại học thường sẽ nộp một kỳ học là phí nửa năm nếu trường nghề nhỏ thì có thể là cần nộp trước khoảng hai ba ngàn để lấy COE tức là giấy nhập học đó sau đó thì lộp theo tháng hay theo các cái kế hoạch thu phí của trường đó thì cái chi phí cũng rất là rẻ thôi các bạn đó, và câu hỏi tiếp theo này học phí nghề thì rẻ nhất là bao nhiêu tiền một năm thì vừa rồi mình nói rồi các bạn còn phụ thuộc vào ngành nghề nữa và khóa học bạn nhận chứng chỉ hay là cao đẳng thì rẻ nhất hiện tại nó sẽ rơi vào khoảng năm ngàn rưỡi đến sáu ngàn Đâu đó thì các bạn thấy rằng là khoảng 80 triệu cho một năm thôi, nó rất là rẻ đúng không các bạn? Nếu như các bạn làm việc uh, xin visa du học tại Việt Nam rồi á, thì đâu đó mình phải đóng từ 10.000 đến 18.000 cơ. Chính vì vậy là đây là một cái chương trình mà mình sang cái đó rồi thì mình chọn được những cái trường rất là rẻ. Uh, và tiền nào thì của đấy thôi các bạn. Nếu các bạn chọn trường rẻ thì đương nhiên là cái chất lượng học tập thì nó cũng uh, không thể bằng được những cái trường mà tốt hơn nữa được đúng không các bạn? Đó. Câu tiếp theo đó là thời gian xét visa rồi đúng không ạ? Uh, rồi việc chuyển đổi visa các bạn ấy thì cần những cái giấy tờ mà mình cũng sẽ hướng dẫn bây giờ để các bạn có thể hiểu được thì các bạn hỏi là các giấy tờ cơ bản để xin thì như thế nào thì những giấy tờ cơ bản dưới đây bạn có thể thêm bất cứ giấy tờ gì mà cảm thấy có thể hỗ trợ tốt cho cái hồ sơ của bạn thì các bạn có thể lưu ý để cho vào và phải dịch sang tiếng Anh nhé các bạn đầu tiên là cái hộ chiếu của các bạn thứ hai đó là cái visa mình xin này thứ ba là bằng cấp bằng điểm cao nhất ở Việt Nam các bạn nếu có này Uh, phải phải có này các bạn cần có tiếng Anh IELTS hoặc là PTE nếu có rồi hợp đồng lao động rồi uh, một cái nữa đó là ở cái chuyển khoản giấy chuyển khoản tiền học bank statement mà các bạn cần có này rồi bảng điểm ở Việt Nam nếu còn học đăng học răng dở này giấy tờ uh, giấy tờ chứng minh tài chính thì cũng tùy vào từng cái trường hợp đó Đấy thì một vài cái lưu ý để các bạn chuyển đổi thành công thì các bạn lưu ý là visa không có điều kiện nhé mình nhắc lại một lần nữa là visa không có điều kiện 8503 hoặc là 8534 thì low further stay là các cái phần đó là bạn bắt buộc phải về Việt Nam thứ hai là thư nhập học của trường và tiền học để đóng để lấy giấy COE gọi là confirmation of enrollment đó. thứ ba đó là mua bảo hiểm y tế cho visa sinh viên thứ tư là chứng minh tài chính Uh, bạn cần chuẩn bị đủ tiền uh, học phí và ăn ở trong một năm học đầu tiên tại Úc đâu đó khoảng tầm um, vài chục ngàn nhé các giấy tờ khác các bạn cần có như là passport giấy khai sinh học bạ bằng điểm các chứng chỉ các bạn hoàn tất tại Việt Nam điều quan trọng uh, nhất mà các bạn cần chú ý là thư giải trình cho bộ di trú uh, gọi là letter statement for genius temporary and chain á là một bức thư có tính thuyết phục cao chứng minh và tránh được các nghi ngờ từ bộ di trú là ý định chuyển đổi visa là có từ trước và khi trước khi bạn đặt chân đến úc bằng visa du lịch thì bạn phải cần chứng minh được là khi bạn sang đấy rồi mà tôi thấy là mọi thứ là tốt rồi à, tôi sang bên đấy tôi du lịch tôi thấy là cuộc sống ở đây rất là tốt Ờ, đặc biệt các sinh viên đây họ rất là thông minh rất là uh, giỏi sau khi học xong các bạn ấy um, có thể về Việt Nam để kiếm được rất là nhiều công việc tốt thì tôi thấy rằng là tôi rất là phù hợp và tôi mong muốn tôi được ở lại để tôi làm thêm à, tôi tôi xin lỗi tôi ở lại để tôi được học học và sau đó thì tôi có thể uh, có nhiều cơ hội trong tương lai hơn và thực sự tôi rất là mong muốn được sinh sống ở quốc gia uh, được uh, học tập ở cái quốc gia này. đó thì đấy là một vài cái mà các bạn thuyết phục cho bộ di trú để họ hiểu được bạn rất là khao khát muốn được uh, đến đó học và làm học tập. thì uh, vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn tất cả các cái thông tin về chuyển đổi các cái diện visa từ visa du lịch sang visa du học để giúp cho các bạn tiết giảm được khoản chi phí khá khá rồi đúng không các bạn? và hàng tiền tỷ của các bạn trong hàng năm các bạn vài năm sau các bạn đi du học nữa như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là tốt trong quá trình đi du học à, tương lai lâu dài của các bạn và uh, trong video này thì còn rất là nhiều các câu hỏi nữa mà các bạn có thể hỏi thì các bạn có thể đánh xuống phần comment phía dưới để đặt tới câu hỏi chúng ta cùng thảo luận xem uh, và mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn và nếu như các bạn thấy video này hay hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ và cho mình một like uh, và uh, bạn nhớ rằng hãy đăng ký kênh subscribe kênh ở nút phía dưới để bạn có thể theo dõi được các video tiếp theo của mình tại kênh của đào quang trung này nhé và chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều cái sự lựa chọn tốt và chuyển đổi được visa một cách thành công xin chào tạm biệt tất cả các bạn.